anh em nhá. Hôm nay em lại có một đơn đặt hàng con máy 8DC9-3A. Con nãy con máy này là con máy thứ 3 mới 40 em bán trong năm nay rồi. Giờ này em rất là hay bán được máy này nhá. Có duyên với máy này. Hôm nay là hai anh em ở Hòa Bình. Giá lại cho em cái đây. Bỏ lại đi. Hai anh em ở Hòa Bình mua máy và rất là đặc biệt. Mua máy về hút cát và các anh ấy mua máy không cần nổ nhá anh em nhá. Máy bãi vẫn còn. Máy bãi mua không cần nổ. Chất chưa? Con 8DC9 này là đây, hai con bác chọn con máy. Máy chưa rửa nha, vẫn ở trong ba lết rồi anh em ơi. Rất tỉnh và đẹp trai. Bảo mua con máy rửa rồi mà không nghe cơ. Con này là vòng tua của nó là 2002, mã lực của nó 360-38. Máy này chạy hút cát thì thôi rồi luôn nhá anh em nhá. Móc xích cu. Anh tên là gì nhỉ? Chỗ nào Hòa Bình? À. Thành phố Hòa Bình nhá, anh Hòa ở công ty Toàn Cầu anh em ạ. Đặc biệt là mua không cần nổ nhưng nói thật là máy này thì không có một điều gì phải suy nghĩ. 8DC9-3A, máy này gần như máy 18 tấn rồi anh em ạ. Các anh em ở dưới Hà Nội ấy, phao chèm ấy, tất cả các ạ, ở Đắk Lắk ấy, hôm trước anh Lập ở Đắk Lắk lấy của em 11 con đấy anh em ạ. Máy này em bán nhiều lắm. Đấy, mọi đặc biệt là mua không cần nổ, các anh em đến bảo là ấy bán cho anh không cần nổ. Cứ thế này cảo lên xe cho các bác. Xe này chở được không anh? Em sợ nó nặng ấy, hơn tấn đấy. Anh lôi mẹ tí lại đi. Cả con nó không có tải. Rồi, cứ thế này mà cảo lên xe đâu nhá anh em nhá. Lượng ra xin nhan đi. Rồi mẹ em, rồi. Rực rỡ cho anh em ơi, cứ thế này mà. Cứ ba lết này mà cảo lên thôi. Vừa không? Đây em đang ở cơ sở 1 của em nhá anh em nhá, 3 cơ sở ở ngoài đường. Được chưa? Lên đây xuống. Xuống nhá. Rực rỡ luôn. Đấy, xe bán tải trở về Hòa Bình, thành phố Hòa Bình nhá. Xoay cần đi sau ơi. Anh quay lốt. Một vị khách cuối ngày rất là đặc biệt. Các anh em ở Hòa Bình ấy anh em ạ. Cũng qua đây em cũng xin thông báo là nếu mà các anh em có nhu cầu mua máy móc gì cần tư vấn thì cứ alo cho em nhá. Gọi điện vào trực tiếp vào hai số điện thoại của em hoặc là nhắn tin qua Zalo hai số điện thoại của em. Em sẽ tư vấn cho anh em làm sao có thể mua được cái dòng sản phẩm nào phù hợp nhất với cái công việc và điều kiện. Cái đỏ kìa. Và điều kiện kinh tế của mọi người nhá anh em nhá. Đấy, mua một con máy gần 100 triệu mà không cần nổ đâu. Anh em bảo thôi anh không cần nổ. Mất thời gian. Nhìn anh nhìn là biết. Và cũng thông báo với tất cả các anh em cùng có chung niềm đam mê các loại động cơ là nếu mà anh em có xem được video ấy thì có thấy hay, thấy thích thì mong mọi người hãy ủng hộ em bằng một lượt đăng ký kênh YouTube, một lượt follow kênh TikTok nha anh em nhé. Hoặc là một lượt like, em xin chân thành cảm ơn. Nếu mà video mọi người xem được nó chưa đúng với cái nhu cầu sản phẩm mà mọi người đang tìm kiếm thì mọi người ấn vào tìm kiếm là động cơ ô tô Hùng Thịnh.
và hoặc là ship ship trên search trên Google ấy là động cơ ô tô ông Thịnh, và trong đó sẽ ra đầy đủ bốn cái cơ sở của em, có đầy đủ tất cả các loại động cơ xe tải, từ tải trọng nhỏ đến tải trọng lớn, tất cả đều là hàng nghĩa địa, đẹp hết nhá, giá cả hợp lý cho tất cho giá cả hợp lý nhất cho tất cả mọi người. Anh em cần tư vấn máy móc gì thì cứ alo, không cần mua cũng được, không mua lần này thì mua lần sau nhá. Em sẽ tư vấn miễn phí cho anh em làm sao có thể mua được cái dòng sản phẩm nào phù hợp nhất với công việc của mình, cả các loại động cơ máy múc, máy công trình, động cơ máy gặt này, động cơ tàu thuyền ra biển đánh cá, động cơ máy hút cát đây. Như con này là anh Hòa anh mua về làm động cơ hút cát đấy. Ở Hòa Bình nhá, tỉnh Hòa Bình anh em ạ, thành phố Hòa Bình luôn. Lời đầu tiên là xin chúc cho anh Hòa về dùng thật bền, dùng thật tốt. Nếu mà dùng tốt thì lần sau mua có nhớ đến ủng hộ cơ sở em nhá. Giá rẻ hợp lý, giá rẻ nhất cho có thể cho các anh luôn. Và mong sao nó mang lại cái giá trị nhiều hơn nữa mà số tiền mà anh Hòa đã bỏ ra nhá. Và cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh em đã luôn luôn đồng hành và ủng hộ, tin tưởng nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.